Sút đúng vào mặt của ông Wijnaldum là thằng không nhảy. Cái pet này nó ngáo á. Đôi khi là mình sút vào đúng cái vị trí mà thằng ấy lại không nhảy, phát là đen là thua ngay. Mà nếu mà nó nhảy lên thì chịu. Thế nên là mình phải chủ động nhảy bằng cách là ấn no. Ok anh Trương Vũ Việt ba, em vẫn đang dạo, em vẫn đang tiếp tục series này mà. Vẫn đang tiếp tục series này mà. Kéo áo ngay, khi mà còn 2 đánh 2 hoặc 3 đánh 3 là kéo áo ngay. Rất tự tin và rất quyết đoán luôn. Cam từ dưới lên mà anh. À, anh Đỗ Văn Quân, cái đấy em nói nhiều rồi mà. Khoảng từ 17 đến 20 mét anh em chỉ nhảy rào thôi. Còn vào nữa thì là quá hay rồi, chứ còn chỉnh gôn làm sao được. Vì những cái quả đấy thì người ta vẫn có thể sút được cái góc không có rào ấy. Sao có thằng nhảy, có thằng không nhảy á? Cái đấy thì nó là hên xui thôi anh. Ok anh. Pet này nó ngáo mà. Đã cầu thủ lùn nó cũng không chịu nhảy mà. Thành ra là em mới bảo là anh em là nếu như ở khoảng cách gần thì chỉ có nhảy rào thôi. Ở khoảng từ 24 đến 24 đến 30 mét thì anh em chỉnh gôn. Không có định nghĩa của sút lại bóng anh ạ. Tình huống này công nhận là tao đi trận này hơi đen. Hai quả cột xà liên tiếp. Một quả cột đến từ Iorigi và một quả xà giúp quả phạt. Ông Duy lại không chỉnh gôn. Có lẽ là rút kinh nghiệm từ cái pha mà Tabi chỉnh gôn nhưng vẫn vào. Thế nên là sợ cũng không dám chỉnh gôn. Game thủ thì cũng là con người thôi anh em ạ. Chỉnh gôn á, em giữ L1 em ấn R3 xuống nhá. Nhảy rào vuông ấy thì là sẽ có một thằng lao lên để nó đạp. Anh em nhìn ở ngoài đời hay có cái trò là thằng, những cái thằng mà nó sút mạnh ấy. Ngày xưa hay có cái trò là cầu thủ sút mạnh như kiểu như kiểu gì nhỉ, mình quên bố tên này. Ngày xưa kiểu Carlos ấy, hay là Ibrahimovic ấy, thì họ hay có cái trò là sút rất là mạnh. Và thường là nhảy rào vuông là có một cầu thủ trong cái hàng rào đó nó sẽ lao lên và nó xoạc cái thằng sút đấy. Anh em hiểu ý tôi không? Ấn vuông nó cũng nhảy nhưng sẽ có một thằng lao ra. Đấy, đấy là khác nhau. Jonathan Rice, Adriano các thứ đấy. Thì khi mà chặn những cái đường sút như thế thì sẽ có một thằng phải rình để lao ra là xoạc. Anh em hiểu ý tôi không? Đấy, thì là cái sự khác nhau nó ở đấy. Vuông là sẽ có một thằng lao ra. Còn O sẽ là một thằng sẽ là cả hàng rào nhảy lên thôi, không có thằng nào lao ra cả. Đến giờ game thủ Duy Mập bắt đầu câu giờ rồi. Và một tình huống câu giờ không thành công. Tabi trận này đen. Cột xà hơi nhiều. Andrisse thì nhớ quả đấy rồi anh. Sút vào chân. Nó sút vào bóng vào chân đấy. Nó không sút vào chân. Nó sút vào chân thì lại hơi oan. Và như vậy là phần thắng cuối cùng nghiêng về game thủ Duy Mập. Kinh anh em ạ, kinh. Chúc mừng cả hai game thủ của chúng ta thì đều có những cái hay, những cái dở riêng. Nhưng mà những cái hay của Tabi ở trong trận thi đấu này đã thể hiện được hết rồi. Và có bên cạnh đó cũng có những vài cái dở. Cái hay của Tabi là gì? Cái hay của Tabi là khả năng áp sát đối phương đến cho đối phương nó ít có không gian, khoảng ít có không gian để xử lý. Và cái hay của Tabi là xử lý tiền đạo rất hay. Xử lý tiền đạo cứ cầm tiền đạo là vô ích, hoặc là kể cả khi là cầm tiền vệ cũng thế. Những cái tư duy của em nó là gần như không đoán được. Đó là lý do tại sao mà Tabi đang là một trong những game thủ rất đặc biệt. Thêm R2 cho Nguyễn Lực nhá. Một trong những game thủ Việt Nam rất đặc biệt. Có thể chúng ta chỉ là những game thủ chơi game thôi. Chúng ta sẽ cố gắng sút khuôn, chúng ta sẽ cố gắng phối hợp khuôn kia các thứ. Nhưng với Tabi thì mọi tình huống xử lý đều là một con số riêng. Và biến số ở trong cái lối chơi của Tabi là một thứ cực kỳ khó dự đoán.